Hello, hello, xin chào tất cả các bạn nhé Thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật cái sự kiện chiêu tài của tất cả các cụm xem tình hình bây giờ như thế nào à, Bây giờ hiện tại đã là gần còn 2 tiếng nữa đã là hết cái sự kiện này Và các bạn có thể thấy được là vị trí thứ nhất đối với cụm 2 Thì để cho các bạn dễ cảm nhận là một cụm nó tầm khoảng 33 server Nghĩa là cụm 1 thì cụm một chiêu tài nó sẽ từ server S1 cho đến server S30 33 hay sao ấy, mình nhớ không nhầm Hoặc là 30 gì đó Còn à, cụm thứ hai thì sẽ từ uh, server 30 hoặc 33, 34 gì đấy Ờ uh, từ 33 33 cho đến uh, server 65 các bạn, 64, 65 gì đấy Nói chung là nó cũng sẽ chia thành 3 cụm Còn cái cụm cuối cùng thì từ server 65 đến server 80 mấy hiện tại Thì uh, tầm mỗi cụm tầm khoảng 30 mấy server thôi thì có thể là có sai sót thì các bạn thông cảm nhé thì chúng ta sẽ cùng nhau có thể thấy được là hiện tại top 1 của cụm 2 đây là cụm 2 nhé cụm 2 thì top 1 đang đứng đầu bởi tông môn farmer các bạn level 9 <laughs> các bạn ơi level 9 nhé các bạn tưởng tượng như level 9 và top 2 top 3 là level 7 thì tông môn farmer là mùa trước cũng là giành giải nhất đối với cụm 2 thì bây giờ lại tiếp tục và người mà gồng gánh tông môn Farmer này chắc chắn không ai khác đó là Idol Chip. Đợt này thì uh, Idol Chip nạp tầm trăm củ đấy các bạn nhé. Tầm... <laughs> với số điểm là 588 000 điểm này là tầm khoảng trăm củ đấy các bạn ạ. Không hề đơn giản đâu. À, đứng vị thứ thứ hai là Boss uh, Thomas Tây Du uh, 40 server 40 với 382k điểm và thứ ba là TG tôn giả 300 điểm, 300k điểm. Thì uh, top 4 là tấn Đại Nói chung là uh, khá là căng thẳng Đối với cái server này nhưng uh, căng thẳng thì căng thẳng như bọt chip. Bọt chip uh, là một quả. Trên trăm củ như thế này thì khá là mệt mỏi cho những uh, server bên cạnh. Thì các bạn tưởng tượng đi với uh, 588k điểm công trạng này sẽ lên được thừa một set một xé thòng hoang nhé Chúng ta sẽ xem hiện tại Bọt chip đã lên đồ như thế nào rồi Ôi, lên ngay hỏng hoang luôn nhé các bạn à, Còn đôi giày nữa chưa lên Đấy, đã lên vũ khí mũ và áo thôi Thì sắp tới thì không biết bọt sẽ lên gì đây à, Với cái lượng số tiền, số điểm như thế này Số điểm 588k điểm công trạng như thế này Thì uh, có thể đổi được uh, mắc cái này Mắc cái này là mắc 100 cái 10 cái là bao nhiêu? Đấy 100 cái, lấy 100 cái là sẽ được uh, mất mất 180.000 điểm các bạn. Vậy là với 200.000 điểm. Đấy, với 200.000 điểm uh, tầm khoảng uh, hơn khoảng 25 triệu đi. Đấy. Thì sẽ uh, đâu uh, hơn chứ tầm khoảng 50 triệu thì uh, các bạn sẽ mua mắt cái này. Các bạn nói chung là tầm khoảng 250k điểm Thì các bạn sẽ mua mắc được cái này ấy dư dàn Thì có thể mua vô tự thiên thư Hoặc là mấy cái đồ khác Thì nói chung là chúng ta thằng nói góc nhìn Chỉ cả bot Thì à, nâng một cái vũ khí Thì à, mất khoảng 36 đúng không ừ, 36 cái kinh thi Thì à, hiện tại mà Với điều kiện cho mua 120 cái thì hầu như là sẽ đủ một set luôn đấy vì thế cứ một mùa chiêu tải là cứ phun một set đồng hoang nha các bạn vừa khít luôn các bạn ạ 36 x 14 thì nó cũng vừa khít luôn được 120 mấy 130 mấy cái thôi đấy nói chung là Vina, Go, à, Vina Game nó cũng tính rồi VNG nó cũng tính rồi là hầu như là các bọt chỉ mua được một set trong mỗi một mùa thôi chứ không thể mua lần sáu set được cái <laughs> là bắt ví dụ như bọt chip hiện tại là, là uh, gần 600 k điểm thì có thể mua được thoải mái hầu như là mua được ít luôn có thể thừa điểm trong mùa sau nữa uhm, đợt này thì có thô mạt ui và anh gái 4 tỷ ba idol này lúc nào đây ui chân quân luôn nha các bạn 4 tỷ 3 idol này mình hầu như là lần đầu tiên mình thấy ấy, một idol tiên giới không ạ Xét thòng hoang, mình hơi mệt một tí ở ờ, Xét hoang, khá là kinh ấy ờ, à, Có một cái kỹ năng khá là ngon nhưng các bạn Kỹ năng này không có gì chê Ủa hình như bón này mình nhớ review lần rồi hay sao ấy ở à, S40 mấy, bốn mấy mình nhớ review lần rồi mà Thôi thì mình đảo qua tí đi Ủa, Ui 4 tỷ 6 nữa sau đợt này nhiều bọt thế nhỉ S34 TG tôn giả thì mình review rồi à, TG tôn giả thì cũng sẽ thông hoang thôi Bây giờ hầu như các boss là sẽ thông hoang rồi à, Chúng ta cùng nhau đảo qua cụm một nhé Cụm một là sẽ từ uh, S33 đúng không à, Từ server 1 cho đến server 33 đây uh, chúng ta cùng nhau đến với cụm 1 nha các bạn ở uh, trước khi vào cụm 1 thì mình vẫn rất thích tông môn mình mọi người khá là đoàn kết uh, sau khi mọi người lên level 5 rồi thì mọi người uh, có nhắn thư uh, bảo nhau rằng uh, tích lại để mùa sau chơi nó cho nó đỡ áp lực nói chung là uh, cái này nó nói lên cái sự đoàn kết của tông môn khá là nhiều ví dụ như các bạn lên level 5 rồi các bạn xác định không lên được level 6 đúng không thì uh, các bạn cũng có thể tích đồ để cho mùa sau chơi nó dễ Uh, hiện tại thì uh, cùng một thì đứng vị trí thứ nhất ở uh, đang ở S9 vô ưu thì uh, đời này thì S9 uh, có sự đột phá rất là lớn và hiện tại đang level 8 nha các bạn, level 8 và 15%. Hầu như là vô ưu thì hiện tại vô ưu có hai bọt chơi và S5 thì uh, có bỏ thiên cu đế thì có mỗi bỏ thiên cu đế cánh thôi nên cũng hơi ổi. Đây uh, các bạn có thể thấy là xe vật chính là có rất nhiều bọt nhá Nếu mà tổng quan xe vật chính hiện tại thì ngoài bọt lưu bị đang đứng vị trí thứ 9 à, với 74.000 điểm thì có bọt Rin này hoặc là Win này Rin, này 251 đấy, Rin thì 251.000 thấy Win thì 192k điểm đấy à, thì đợt này thì bọt Thiên khu Đế có lên rồi Uh, lúc sáng lúc hôm qua mình check hoặc cả các bạn xem video gần nhất thì uh, bỏ một tiên cứu đế uh, từ uh, 77k điểm lên tận 226k điểm đứng vị trí thứ hai thì uh, bỏ tiên cứu đế mà nếu mà mùa này mà lại lên nữa ui năm thì bảy nếu mà bỏ thêm cô đế mà đợt này mà với cái số điểm như thế này thì chắc chắn sẽ hai sẽ thỏng hoang nha các bạn đấy nói là xe hai xe thông hoang đây phải là nick à, hai xe thông hoang đầu tiên à, đợt này thì có một điều lạ là à, bọt uh, duy đất đúng không bọt duy đất sẽ ở trong cụm này nhưng bọt duy đất đợt này là không đua vậy thì uh, sự uh, thay đổi về mặt uh, trang bị sẽ thay đổi rất là lớn giai đoạn tới thì không biết ai có thể vượt mặt được bọt tiên khu đế <laughs> với việc uh, chơi hai mùa thì uh, bot chip cũng sẽ là một uh, nhân tố mới bot chip thì tuy rằng ở cùng hai thôi uh, đấy chúng ta bây giờ là chia thành cụm chiêu tải Cùng một thì uh, bây giờ có sự xuất hiện những bot mới uh, rin và win thì uh, mùa này mới chơi còn tiên cô đế thì bỏ tiên cô đế chơi hẳn hai mùa luôn khá là chịu chơi thì không biết sắp tới mùa thứ ba thì sẽ như thế nào nói chung là các bạn người xác định đi ở uh, mỗi mùa thì sẽ có một xe đồng hoang <laughs> đấy nhẹ nhàng tình cảm như thế sáu mùa là sáu sao xe à, thì uh, đời này uh, bọt trinh lên phun hồng hoang chưa nào bọt trinh lên chưa à, bọt trinh cũng đã lên phun hồng hoang rồi các bạn nhé uh, đi thái bạch đường này thì thái bạch khá là được chuộng bởi vì nó mạnh mà Đấy, tiếp theo là win bọt win thì cũng đang diễn tiến <laughs> các bạn có thể thấy tố một tố hai tố ba là hầu như là tiên Đấy, nói chung là tiên cần kỳ được yêu ái ồ à, cũng sẽ thòng hoang là các bạn nhé với 10 10 triệu tấn công Đấy thì chúng ta sẽ đảo qua như vậy thôi đợt nào mà dịp nào đánh giải mới thì mình sẽ đi review cụ thể âm tầng bọt à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo cảm ơn các bạn đã theo dõi mình à, chúc các bạn và tông môn đoàn kết trong cái mùa chiêu tài này xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo xin chào